Các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ phải đánh đổi những gì khi các bạn trở thành một YouTuber nói chung hay là một YouTuber Minecraft nói riêng? Phần đa những bạn có ước mơ làm YouTuber, đa số đều nhìn vào những mặt tích cực của nó, những mặt sáng của nó. Ví dụ như các bạn có thể trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết tới, hay là các bạn có thể chia sẻ tất cả những sản phẩm, những đứa con tinh thần mà các bạn làm ra cho tất cả mọi người cùng biết. Tuy vậy thì trái lại, điều đó cũng đi kèm với rất nhiều những mặt tiêu cực, nào là stress, trầm cảm hay bế tắc không biết phải làm gì tiếp theo. Có thể nói điều đó xảy ra rất là thường xuyên trên thế giới, và tất nhiên ở Việt Nam chúng ta cũng đã xảy ra rất nhiều trường hợp như vậy. Ngày hôm nay thì mình sẽ liệt kê ra 6 cái tên, 6 YouTuber điển hình về Minecraft đã biến mất hoàn toàn trên nền tảng YouTube. Có thể không hẳn là tất cả những người này đều bị stress hay là bế tắc trong lúc làm YouTube. Mặt khác thì biết đâu được là bọn họ có định hướng mới trong cuộc sống, bọn họ làm một nội dung mới, làm một nền tảng khác chẳng hạn. Thế nên mình mong rằng những gì chúng ta nói trong video này sẽ chỉ dừng ở dạng thông tin cơ bản chứ không đánh giá bất kỳ một ai nha anh em. Chúng ta hãy cùng bắt đầu video nào. YouTuber đầu tiên mà mình muốn nói tới, mà đối với nhiều người gọi cậu ấy là một trong những YouTuber có dạng nội dung chất lượng nhất, Aquatic Shelter. Thực tế thì ở Việt Nam không có quá nhiều những YouTuber làm về dạng nội dung thông tin về Minecraft. Tuy vậy trong khoảng tầm 2 đến 3 năm trước thì Aquatic Shelter là một nhân tố nổi bật trong hầu hết tất cả những YouTuber làm về thể loại này, với nội dung tương đối đơn giản mà dễ hiểu, đi kèm với đó là một định hướng nghệ thuật ở trong từng video vô cùng rõ ràng. Thì người xem của Aquatic Shelter một khi đã xem thì chắc chắn sẽ rất là thích cậu ấy. Theo mình tìm hiểu thì có vẻ như là Aquatic Shelter chưa từng nói chuyện ở trong bất kỳ video nào ở trên kênh này. Nếu mà các bạn có thêm bất kỳ thông tin gì về việc này thì có thể để lại dưới phần bình luận nhé. Nhưng thực tế cũng chính vì lý do cậu ấy không nói gì cả thì đã làm cho những video của cậu ấy vô cùng đặc biệt. Video có một nhịp độ vô cùng nhẹ nhàng, giúp cho những người dùng vô cùng thoải mái khi xem. Thế nên việc cậu ấy biến mất hoàn toàn vào khoảng tầm 2 năm trước đã đặt một dấu hỏi rất lớn cho cộng đồng. Với video cuối cùng là cách đơn giản nhất để lấp đầy một cái hồ ở trong Minecraft, thì khi mà kéo xuống phần bình luận, chúng ta có thể thấy những suy nghĩ của những người dùng, những fan trung thành của Aquatic. Bọn họ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi mà thấy một trong những người mà bọn họ ngưỡng mộ đã không còn làm video nữa. Cho tới thời điểm bây giờ thì bản thân mình cũng không biết Aquatic Shelter đang ở nơi nào. Có vẻ như là những YouTuber làm về kiến thức Minecraft, thông tin về Minecraft khá là dễ dàng bỏ cuộc trong cuộc hành trình của bọn họ. Bạn YouTuber tiếp theo cũng khá giống với là Aquatic Shelter, cũng là một người làm về kiến thức Minecraft. Bạn này mang tên là Ares MC. Với phần giới thiệu kênh vô cùng đơn giản, đó là tôi thích làm video về Minecraft, thế thôi. Thì cậu ấy đã đăng được hơn 150 video về Minecraft trong khoảng 4 năm trời. Với phong cách edit cũng khá giống với là Aquatic, khi mà cậu ấy không góp giọng trong những video của cậu ấy thì tuy vậy nó cũng không kém đi sức hút của nó một tí nào, với những ý tưởng vô cùng độc đáo trong từng video. Đi kèm với đó là một lượng người xem vô cùng ổn định, thì việc kết thúc sự nghiệp YouTube ở 98.000 người đăng ký là một điều vô cùng đáng tiếc. Thực tế thì video cuối cùng của cậu ấy cũng được đăng không lâu trước đây đâu, là khoảng 6 tháng trước mà thôi. Tuy vậy có vẻ như đây là khoảng thời gian mà cậu ấy lặng lâu nhất trên kênh của cậu ấy mà không hề có bất kỳ một thông báo nào. Dưới bình luận vẫn tất nhiên là những suy nghĩ, những chia sẻ của những người xem về sự tiếc nuối của bọn họ. Ai cũng mong rằng Ares có thể quay lại và tiếp tục làm video. Với hai YouTuber kể trên thì thật đáng tiếc cho những YouTuber là về thông tin và kiến thức Minecraft, khi mà đôi lúc trong cuộc hành trình làm YouTuber của bọn họ, có thể bọn họ sẽ gặp một số vấn đề trong cuộc sống hoặc là trên cả YouTube. Tuy chưa biết lý do là gì, nhưng mà sự biến mất của bọn họ trong cộng đồng Minecraft Việt Nam là một điều vô cùng tiếc nuối. Chúng ta hãy cùng tới với lại YouTuber tiếp theo. Thực tế thì YouTuber này cũng không hẳn gọi là biến mất khỏi YouTube, chỉ đơn giản vì ngày xưa mình đã từng coi rất nhiều video của YouTuber này và đột nhiên cậu ấy dừng làm video, và trong khoảng vài năm trở lại đây thì cậu ấy lại đăng lại một số video nhỏ nhỏ. YouTuber mà mình muốn nói tới đó là Huy Còi. Thì Huy Còi là một trong những người phổ biến những cỗ máy đá đỏ, những ngôi nhà đá đỏ về với cộng đồng Việt Nam trong khoảng thời điểm tầm 5 đến 6 năm trước, và có thể nói là cũng là một trong những người mở đầu trong cái trào lưu làm những nội dung liên quan về đá đỏ ở Việt Nam.
Rất tiếc thì những video của Huy Còi hiện giờ gần như là không còn tồn tại trên YouTube nữa. Thế nên anh em muốn tìm lại những video cũ chắc chắn là một điều không hề dễ dàng đâu. Hiện thời thì Huy Còi đã có một gia đình riêng và cũng có một số cập nhật nho nhỏ về cuộc sống của cậu ấy trên kênh YouTube mới. Tuy vậy thì với thế hệ những người chơi Minecraft ở Việt Nam thì sự biến mất của Huy Còi là một dấu hỏi cũng vô cùng lớn đó anh em. Với việc là những video cũ đã không còn nữa, thì đến bây giờ mọi người muốn quay lại tìm hiểu việc tại sao Huy Còi lại biến mất khỏi cộng đồng Minecraft cũng khó mà có thể tìm ra được. Và giờ ngẫm lại thì cũng không có mấy ai làm về hướng dẫn đá đỏ ở Việt Nam nữa, tại vì cũng không có quá nhiều người quan tâm đến chủ đề này như ngày xưa. Tiếp theo là một trong những YouTuber mà mình đã từng nói chuyện, tuy vậy rất tiếc thì mình cũng không có thân lắm, đó là anh MK Gaming. Cũng như là Huy Còi thì MK Gaming không hẳn là biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hội hay là Internet. Thực tế thì MK Gaming với 1 triệu sub ở trên YouTube cũng được coi là thành công ở trong cộng đồng. Bởi vì để đạt được con số này thực sự là một điều không hề dễ dàng một tí nào. Video cuối cùng của MK Gaming được đăng vào 10 tháng trước trên kênh YouTube chính của anh ấy. Đó là cách làm máy đập đồ trong Minecraft PE. Chỉ cần nhìn sơ sơ lượt xem ở trên kênh này thì chúng ta cũng có thể đoán được rằng tại sao MK lại không đăng video nữa. Có thể là vì sức ép lên bản thân quá nhiều vì lượng view không đạt đủ như những gì mà anh ấy mong muốn. Và anh ấy có thể đã phải bắt buộc bản thân mình phải tìm một hướng đi khác. Đích đến của anh ấy hiện thời đó chính là TikTok. Video TikTok rất là khó để có thể đánh giá qua lượng view có ổn định hay không. Tuy vậy thì chúng ta vẫn biết được rằng là anh MK vẫn đang đăng rất là đều ở trên kênh TikTok này. Và chúng ta cũng nên mừng bởi vì anh ấy cũng đã tìm được một bến đỗ mới. Trong khi rất nhiều những YouTuber ngoài kia khi thường xuyên phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền sau khi bản thân buộc phải dừng công việc làm YouTube lại. Cùng quay lại thì lướt qua channel của MK thì chúng ta đã thấy được những gì đã làm nên thương hiệu và giúp cho anh MK có thể có được 1 triệu subscriber, hầu hết là vào khoảng tầm 5 đến 7 năm trước. Với video nào cũng lên tới tầm 1 triệu tới 3 triệu view thì đó là một điều vô cùng thành công. Tuy vậy thì điều đó không áp dụng với YouTuber tiếp theo, đó chính là DNN Channel. Thực tế thì DNN Channel chỉ có một lượng nhỏ người dùng xem lâu năm về Minecraft mới biết mà thôi. Ngoài ra thì cậu ấy sẽ được biết đến rộng rãi hơn đối với những YouTuber đã từng làm việc với cậu ấy trong quá khứ. Thú thật rằng DNN không có một series nào thực sự đặc biệt và nổi bật. Thứ nổi bật ở trên kênh của cậu ấy đó chính là sự hài hước không giới hạn mà thôi. Mình nhắc tới DNN ở trong video này không phải là bởi vì cậu ấy là YouTuber Minecraft. Thực tế DNN là YouTuber phải gọi là đa dạng game thì đúng hơn. Nhưng mà bởi vì sự đóng góp và sự xuất hiện của cậu ấy trong suốt quá trình sơ khai của Minecraft ở Việt Nam. Thế nên mình nghĩ cậu ấy cũng xứng đáng để chúng ta có thể nhắc tới ở trong video lần này. Video cuối cùng của cậu ấy được đăng vào 2 năm trước. YouTuber cuối cùng mà mình muốn nhắc tới, thực tế cũng chưa từng gặp mặt và chưa từng nói chuyện bao giờ, đó chính là Tiger. Thực tế thì ngày xưa PvP Việt Nam có hai đối trọng, đó là Tiger và GB Game Z. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó trong quá khứ mà Tiger đã dần tụt về phía sau. Và Bảo thì sau một hồi lâu nghỉ YouTube cũng đã quay trở lại và mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Không nói thì chắc anh em cũng biết thì Tiger nổi tiếng về PvP đi kèm với một phong cách rất hiện đại. Thật đáng tiếc khi mà video cuối cùng của Tiger là vào 9 tháng trước. Cậu ấy có vẻ như là cũng chịu chung số phận với MK Gaming khi mà bản thân cậu ấy bắt buộc phải tìm một hướng đi mới dành cho bản thân mình. Theo thông tin trong quá khứ mà mình biết được thì cậu ấy đang làm chủ của một server tên là My Ahihi và chắc có lẽ đến hiện tại thì cũng như vậy. Và mặt khác thì chúng ta cũng phải vui mừng cho Tiger khi mà cậu ấy ít nhất cũng đã có một hướng đi mới dành cho riêng mình. Và may mắn hơn nữa rằng cậu ấy vẫn giữ tròn 800 video trên kênh của cậu ấy cho tất cả những người nào muốn quay lại và xem những video cũ. Và đó là 6 YouTuber mà mình muốn đề cập tới ở trong video này. Không phải tất cả bọn họ đều gặp khó khăn trong quá khứ, có thể đôi lúc là bọn họ tìm được một thứ mới phù hợp với bọn họ hơn mà thôi. Ngoài ra anh em chắc chắn còn nhiều những YouTuber nữa mà anh em muốn đề cập tới thì anh em hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.